Khi khởi nghiệp kinh doanh thì chúng ta thường mắc phải một số các cái lỗi về cái việc chúng ta sử dụng cái tiền của chúng ta, cái chi phí của chúng ta nó một cách nó không hợp lý, hay nói cách khác là chúng ta không có một cái bản kế hoạch xác định được chính xác chúng ta cần phải chi phí như thế nào, chi vào trong cái hoạt động kinh doanh của chúng ta để đảm bảo được rằng cái hoạt động kinh doanh của chúng ta đem lại được cái kết quả tốt nhất mà chúng ta lại không bị gãy cái dòng tiền của chúng ta. Vì khi chúng ta mới khởi nghiệp kinh doanh thì cái việc mà chúng ta bán hàng thu tiền nó sẽ chưa đạt được cái kỳ vọng như chúng ta đặt ra. Thường thì chúng ta bao giờ chúng ta cũng sẽ có một bản kế hoạch, và cái bản kế hoạch này thì có doanh nghiệp thì xây dựng và có doanh nghiệp thì chúng ta cũng không xây dựng, hay nói cách khác là chúng ta không ban hành một cách chính thức mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta áng chừng thôi. Nhưng dù sao thì đó cũng là một cái dự kiến mà chúng ta thực hiện, đem ra thực hiện ở trong thực tế. Nhưng trên thực tế thì cái việc mà chúng ta, đặc biệt là vấn đề về doanh thu, thì chúng ta thường trong giai đoạn đầu khi khởi nghiệp kinh doanh thì các doanh nghiệp không có được doanh thu ngay từ đầu để đảm bảo được cái dòng tiền vàng của chúng ta. Thì ở đây tôi muốn nói rằng là cái việc chúng ta bán hàng và thu tiền ở đây của chúng ta, nó coi như là chúng ta đã có được một cái tỷ lệ thu tiền nó cao rồi. Có nghĩa rằng là chúng ta bán hàng và chúng ta thu tiền, chúng ta kiểm soát được cái tỷ lệ này rồi. Nhưng tuy nhiên cái việc mà chúng ta bán được hàng hóa ở trong giai đoạn đầu nó không thể có được một cái tỷ lệ mà nó cao giống như cái bản kế hoạch của chúng ta, thường sẽ là như thế. Tôi không nói tất cả các doanh nghiệp khi khởi nghiệp kinh doanh, nhưng thường thì chúng ta sẽ có một cái giai đoạn nào đó nó rơi vào khoảng tầm 3 tháng cho đến 6 tháng đầu tiên cho cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Và trong cái khoảng thời gian đó thì thường thì chúng ta sẽ gì, sẽ không chuẩn bị, thường thì các doanh nghiệp sẽ không chuẩn bị một cái nguồn tiền, cái lượng tiền mặt đủ để cho chúng ta duy trì cái hoạt động kinh doanh của chúng ta trong cái khung thời gian khoảng từ 3 cho đến 6 tháng. Chính vì trong cái khoảng thời gian đấy chúng ta chủ quan trong cái khoảng thời gian đó, nên dẫn đến là chúng ta chi phí, các cái khoản chi phí của chúng ta nó không phù hợp, nên dẫn đến là doanh nghiệp thường sẽ rơi vào cái trạng thái là mất khả năng thanh toán, hay nói cách khác là gãy dòng tiền trong 6 tháng đầu tiên. Vì trong 6 tháng đầu tiên này chúng ta cần phải có một cái nguồn tài chính dự phòng trong trường hợp chúng ta chưa bán được hàng, hay nói cách khác là dòng tiền vàng chưa có, thì dòng tiền ra chúng ta vẫn phải có được cái dòng tiền ra để chúng ta duy trì cái bộ máy văn phòng của chúng ta, để chúng ta thực hiện hoạt động kinh doanh. Và nếu như chúng ta không có được cái nguồn tiền dự phòng để chúng ta duy trì hoạt động kinh doanh, đặc biệt là chi phí trả lương cho người lao động, thì chúng ta rất dễ dàng mất đi các cái nhân sự có cái năng lực, những cái nhân sự có cái trình độ tốt để chúng họ gắn bó với chúng ta. Vì thu nhập của người lao động nó sẽ quyết định một phần, tôi nói không phải là tất cả, nhưng nó sẽ quyết định một phần, và một phần rất là trọng yếu liên quan đến cái việc là chúng ta có được nhân sự tốt phục vụ cho chúng ta trong cái giai đoạn đầu khó khăn này không. Vì nếu chúng ta không trả lương thì đồng nghĩa với việc là người ta cũng không thể gắn bó với chúng ta được. Còn nếu chúng ta trả lương thấp thì chúng ta chỉ giữ lại được những cái nhân sự mà họ, cái năng lực của họ nó chưa thể để đáp ứng được yêu cầu của chúng ta. Và những cái năng lực, những cái nhân sự mà có năng lực tốt, họ thường họ sẽ rời chúng ta đi. Vì cái khoảng thời gian từ 3 cho đến 6 tháng là một cái khoảng thời gian thường là sẽ rất khó khăn cho cái giai đoạn đầu kinh doanh. Và trong cái giai đoạn này chúng ta không có được một cái dòng tiền để chúng ta trả lương, hay nói cách khác là nhân sự tốt của chúng ta họ không nhận được cái mức lương xứng đáng để họ gì, họ giúp cho chúng ta giải quyết những cái công việc liên quan đến cái việc khởi nghiệp của chúng ta, thì dẫn đến cái việc mà chúng ta mất đi người. Và khi chúng ta mất đi người, những cái nhân sự chủ chốt rồi, thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta thực hiện được cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Vì không có con người thì chúng ta không thể làm được thành công được, vì mọi thứ nó đều cần phải có đội nhóm. Và cái đội nhóm của chúng ta nó chính là cái cơ sở để giúp cho chúng ta đi qua được những giai đoạn khó khăn. Và trong những giai đoạn đầu thì thường chúng ta sẽ phải chi phí vào marketing, và nhân sự làm marketing là một nhân sự rất quan trọng trong giai đoạn đầu, từ 3 cho đến 6 tháng đầu, thậm chí có những doanh nghiệp phải làm 1 năm đầu. Nhưng tôi cứ đưa ra một cái giả định rằng là trong 6 tháng đầu tiên, đó là trong cái 6 tháng mà chúng ta cần phải tập trung làm marketing để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn trong cái khởi nghiệp. Thì trong cái giai đoạn 6 tháng đầu tiên đó thì cái nhân sự chủ chốt về marketing chúng ta cần phải giữ được. Để giữ được thì chúng ta cần phải có tiền, và do đó cái việc mà chúng ta có được một cái nguồn tiền để chúng ta duy trì được cái tiền lương cho người lao động trong cái giai đoạn khó khăn lúc đầu là cái điều chắc chắn là chúng ta cần phải quan tâm. Nếu như chúng ta bỏ quên cái việc này, hay nếu nói một cách nó sâu hơn, thì có nghĩa là chúng ta lơ là về cái việc mà chúng ta thực hiện trả lương, và chúng ta nghĩ rằng là các bạn cứ gắn bó đi, sau thời gian nữa thì công ty chúng ta vực dậy được rồi thì chúng ta sẽ gì, tôi sẽ trả lương cho các bạn. Nhưng điều đó không bao giờ chúng ta có thể giữ được những người nhân sự có
có trình độ, vì doanh nghiệp là doanh nghiệp của chúng ta chứ không phải doanh nghiệp của họ, nên họ đến với chúng ta thì họ phải có được cái sự đáp ứng một cái nó đúng với cái năng lực của họ, hay nói cách khác họ được trả một cái đồng lương nó xứng đáng. Còn nếu chúng ta không trả được đồng lương xứng đáng thì rất khó để có thể giữ được họ, vì chúng ta là người kiểm soát doanh nghiệp chứ họ không phải là người kiểm soát doanh nghiệp, chúng ta là chủ họ không phải là chủ. Nên cái việc mà chúng ta chấp nhận trả lương cho chính chúng ta thấp đi nhưng lương của họ thì phải cao hơn, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Vì nếu như mà chúng ta không làm được điều này thì có nghĩa là chúng ta mất đi cái cơ hội để chúng ta vượt qua khó khăn. Nên trong giai đoạn đầu, cái việc quản trị dòng tiền là một cái yêu cầu rất là quan trọng. Thì khi chúng ta thực hiện việc quản trị dòng tiền, chúng ta cần phải xây dựng một cái bản kế hoạch dòng tiền, và trong cái bản kế hoạch dòng tiền đó chúng ta phải xác định được trong 6 tháng đầu tiên, thậm chí có thể chúng ta phải tính đến trong 12 tháng đầu tiên, chúng ta cần phải có một cái nguồn tiền để chúng ta duy trì được hoạt động kinh doanh của chúng ta, và đặc biệt là duy trì cho cái bộ phận marketing, bộ phận kinh doanh của chúng ta, để giúp kéo được doanh thu về cho chúng ta. Khi có doanh thu rồi thì chúng ta có dòng tiền rồi, thì khi đó chúng ta chi phí các khoản chi của chúng ta nó sẽ gì dễ dàng hơn. Nhưng mà trong thời gian đầu chúng ta chưa có doanh thu thì chúng ta cần phải có một cái nguồn tiền dự trữ hay là một cái nguồn tiền dự phòng để giúp cho chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Nên cái bảng kế hoạch dòng tiền là một cái bảng rất là quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng ta. Và trong cái quá trình chúng ta thực hiện thì chúng ta cần phải phân tích cái thực trạng dòng tiền của chúng ta định kỳ, hàng tuần, hàng tháng chúng ta cần phải phân tích, hàng tuần chúng ta phải phân tích cái biến động dòng tiền của chúng ta, để chúng ta biết được rằng là cái dòng tiền của chúng ta hiện nay nó đã vơi đi nhiều chưa, hay nói cách khác nó có bám sát vào cái kế hoạch kinh doanh của chúng ta hay không, để chúng ta biết chúng ta điều chỉnh. Nhưng dù chúng ta có điều chỉnh kiểu gì thì chúng ta vẫn phải có một cái tỷ lệ dự phòng ngay từ đầu, để chúng ta xác định được rằng là đi qua giai đoạn khó khăn chắc chắn là chúng ta cần phải có một cái nguồn tiền dự phòng để chúng ta giải quyết cái câu chuyện là không bán được hàng và không có doanh thu, không thu được tiền thì chúng ta vẫn có tiền để duy trì cái hoạt động kinh doanh của cái doanh nghiệp của chúng ta trong những giai đoạn đầu. Đó là những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Còn nếu như chúng ta không giải quyết được cái câu chuyện này thì đồng nghĩa với việc chúng ta rất dễ dàng chúng ta rơi vào trạng thái là không có tiền, và có thể dẫn đến nguy cơ phải dừng công việc kinh doanh, mặc dù cái cơ hội trước mắt nó rất là lớn. Chúng ta nhìn thấy cơ hội nó rất là tốt nhưng đồng nghĩa với việc chúng ta bắt buộc phải dừng, hay nói cách khác chúng ta dùng những nhân sự có trình độ thấp, và cái nhân sự có trình độ thấp thì đồng nghĩa với việc không thể giúp cho chúng ta giải quyết được những cái vấn đề của chúng ta, bởi nhân sự có trình độ thấp họ chỉ làm những việc đơn giản, còn những cái việc nó yêu cầu quan trọng, yêu cầu gì cái sự phức tạp hơn thì họ lại không làm được. Thì đó là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn, những người đang khởi nghiệp kinh doanh, về cái việc chúng ta cần phải giải quyết cái câu chuyện quản trị dòng tiền, quản lý dòng tiền như thế nào trong giai đoạn đầu. Nếu các bạn thấy cái nội dung này hay và có giá trị thì hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký, ấn nút chia sẻ và ấn nút chuông để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ tiếp theo.